Tiếp tục sẽ là tiểu mục cà phê đời sống. Thưa quý vị, giáo dục STEM vừa mang ý nghĩa thúc đẩy giáo dục các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học, vừa thể hiện phương pháp tiếp cận liên môn, phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Và đáng chú ý, trong quá trình phát triển chương trình giáo dục phổ thông mới thì câu chuyện nâng cao hiệu quả các hoạt động STEM đang ngày càng trở nên ý nghĩa hơn. Và thưa quý vị, minh chứng cũng chính là từ năm học 2022-2023, Hà Nội cũng là một trong 7 thành phố thực hiện thí điểm giáo dục STEM ở cấp tiểu học với 5 quận huyện tích cực tham gia. Và trong năm học 2023-2024, Hà Nội đã quyết định đại trà giáo dục STEM đến với tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Để tìm hiểu về bài học STEM cũng như những sự thú vị của tiết học này mang lại cho các em học sinh, xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự chúng tôi ghi nhận. Đây là một tiết học thực hành và trải nghiệm sử dụng một số đơn vị đo đại lượng của học sinh lớp 4 của trường tiểu học Lý Thái Tổ. Không còn là những kiến thức khô khan, tại đây các em đã được tham gia vào rất nhiều hoạt động thú vị. Con thấy đây là một tiết học rất là đặc biệt và con có thể học được cách mua sắm thật tiết kiệm. Và con qua tiết học này con thấy là con đã sáng tạo hơn này. Con thấy là tiết học này rất là vui và con rất thích những cái tiết thực hành như này tại vì con có thể áp dụng cái kiến thức vào đời sống ạ. Qua tiết học này thì con học được cách thực hành đo và cả biết được khối lượng các nguyên liệu của làm máy lọc nước một cách dễ dàng hơn ạ. Con ấn tượng nhất với cách mà cô giáo dạy bọn con những bài toán khó, từ khó trở thành dễ dàng và thú vị. Một tiết toán được cô Trần Kim Quế ứng dụng theo bài dạy STEM để học sinh được thực hành và giải quyết để sử dụng những đơn vị đo đại lượng như đơn vị đo khối lượng, diện tích, thời gian và cả đơn vị đo tiền tệ để thiết kế một ngôi nhà. Sau khi trải qua một tiết học như này, nhiều giáo viên dự giờ cũng có cái nhìn đúng hơn về câu chuyện giáo dục STEM. Về cái tiết dạy tôi được ngồi dự từ đầu đến cuối thì cảm nhận của tôi là tôi rất vui, đấy rất là hào hứng. Hai nữa là cái tiết dạy nó rất là nhẹ nhàng. Đấy, nó truyền tải tới học sinh được đầy đủ tất cả mọi kiến thức kết hợp giữa giáo dục môn học toán với kết hợp với giáo dục STEM. Thế thì trò thì lại rất là tự tin được thể hiện cái khả năng của mình. Đấy, khi mà được tự tay mình, tự đầu mình nghiên cứu, tự tay mình làm ra các sản phẩm thì thấy là trò rất là hồ hởi, phấn khởi. Thế thì đối với chúng tôi ở Ngoại Thành, chúng tôi học hỏi được rất là nhiều. Giáo dục STEM rất hữu ích, tôi phải khẳng định là như vậy. Và đương nhiên, nếu như mà chúng ta cần có những cái tiết học để đảm bảo hứng thú và có hiệu quả trong dạy học thì giáo viên phải đầu tư về thời gian, về nghiên cứu bài học. Và nếu như mà giáo viên mà chủ động trước những cái đổi mới đó thì chắc chắn là những bài học mà các con được hưởng, được học sẽ luôn luôn là những cái chân trời rộng mở và các con luôn mơ ước. Những năm gần đây, trường học này đã triển khai chương trình giáo dục STEM với nhiều hoạt động giáo dục tích hợp liên môn, câu lạc bộ khoa học, chú trọng các hoạt động ngoại khóa, phù hợp tạo cơ hội cho học sinh, phát triển năng lực kỹ năng xã hội, qua đó nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. Đối với học sinh trường tiểu học Lý Thái Tổ thì chúng tôi có nhiều thuận lợi để đưa cái giáo dục STEM vào trong tiết học. Lúc đầu cũng trải qua rất nhiều khó khăn ở cơ sở vật chất, trang thiết bị, khó khăn ở sự lúng túng của cả thầy và cô trong cái dạy tích hợp các môn, liên môn. Nhưng sau đó thông qua những cái giờ dạy, thông qua những cái tiết học, thông qua những cái hoạt động trải nghiệm ngoại khóa thì chúng tôi đã đến thời gian này thì chúng tôi cảm thấy là đã khá là thành công trong các cái tiết dạy mà có lồng ghép hoạt động dạy STEM trong tiết học. Giáo dục STEM là phương pháp giáo dục tích hợp, liên môn kết hợp ứng dụng thực tế. Nhờ đó học sinh có thể học tập và trau dồi kiến thức của các môn học, toán, khoa học, công nghệ, kỹ thuật, tin học và nghệ thuật, cùng lúc và ứng dụng vào thực tế. Chương trình này đã giúp các em học sinh vừa học vừa giải trí thay vì học theo cách truyền thống như trước đây. Tuy còn khá mới mẻ ở Việt Nam, nhưng với lợi ích mà STEM mang đến, chúng ta có thể tin tưởng và lựa chọn STEM là mẫu hình học tập hiệu quả cho học sinh. Xin chào tiến sĩ Tưởng Duy Hải, cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy nhắc khá nhiều đến cụm từ giáo dục STEM. Vậy theo ông, khi đưa giáo dục STEM trong trường học và ứng dụng với các môn học trong trường học thì cần thực hiện như nào để phát triển năng lực của học sinh? Bản chất giáo dục STEM là đã được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông 2018. Từ chương trình tổng thể và chương trình của một số môn học. Như vậy thì khi thực hiện STEM là phải căn cứ vào cả cái yêu cầu cần đạt trong chương trình giáo dục của nhà trường.
Còn về cái phát triển năng lực học sinh thì cái STEM nó có cái quy trình là gì? Anh tự tìm hiểu kiến thức theo cái con đường tìm tòi khám phá khoa học. Khi anh có kiến thức rồi thì anh vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn. Vậy là từ cái nhận thức đến anh hành động. Thì cái quá trình đó vừa phát triển cái tư duy của học sinh, phát triển năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Và ngay cả trong công văn hướng dẫn của 909 của Bộ Giáo dục Tiểu học hoặc là Bộ Giáo dục Trung học là 3089 thì người ta cũng đề xuất là tăng cường cái giáo dục mang tính thực hành, trải nghiệm cho học sinh và từng nghiệm theo là giáo dục hợp tác, cộng tác, thực hiện theo nhóm. Vậy thì cái quá trình mà cái phát triển năng lực ấy nó được thể hiện qua các cái tổ chức, các hoạt động giáo dục. Đấy, còn bản chất STEM nó giúp học sinh là anh có con đường, có phương pháp để anh tìm hiểu, anh chiếm những kiến thức khoa học, cái công nghệ, kỹ thuật và toán. Rồi từ đó anh tích hợp vào để anh giải quyết một vấn đề thực tiễn. Thì đấy là đã được đưa vào trong chương trình giáo dục phổ thông. Và ngay từ những cái phần đầu của các cái sách giáo khoa mới, chương trình của trung học phổ thông, người ta cũng đã đề cập đến những cái phương pháp như vậy rồi. Đấy nên là đã tích hợp rất sâu vào trong chương trình. Vậy thưa ông, khi mà giáo dục STEM trong trường học thì học sinh có thể phát triển được những cái năng lực và phẩm chất như thế nào? Một trong những cái mà các em phát triển được rất rõ nhất đó là tư duy thiết kế. Nghĩa là để làm được một việc thì học sinh nó phải có một cái kế hoạch. Để tạo ra một sản phẩm thì học sinh nó phải có cái thiết kế. Và cái tư duy thiết kế đấy nó giúp học sinh là vận dụng những kiến thức mình đã học, những cái kinh nghiệm mình đã có trong cuộc sống. Và chính cái quá trình vận dụng đấy, học sinh nó cảm thấy rằng nó gắn kiến thức trong nhà trường với kiến thức ở cuộc sống. Vậy là cái năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh được phát triển. Vậy thì khi giải quyết vấn đề là học sinh sẽ phải sáng tạo, học sinh sẽ phải hợp tác. Và khi gặp những khó khăn, học sinh có thể tự học, học sinh cần hỗ trợ. Vậy thì cái môi trường học nó rất là mở. Là mỗi em có một cái cách giải quyết vấn đề khác nhau, có một cái ý tưởng khác nhau thì các em vận dụng kiến thức của em học vào để các em giải quyết vấn đề đó. Vậy thì các cái năng lực trong chương trình giáo dục phổ thông là gần như nó bộc lộ rất rõ trong cái quá trình thực hiện theo STEM. Theo ông làm thế nào để chúng ta triển khai được chương trình giáo dục STEM khi thời khóa biểu dành cho môn học này không có trong trường học? Về bản chất thì không có một cái loại thời khóa biểu gọi là thời khóa biểu STEM, bởi vì giáo STEM nó không phải là như một môn học độc lập. Mà bản chất nó ngay từ cái khái niệm của nó, đây là một hình thức giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán để giải quyết một vấn đề thực tiễn trong một bối cảnh cụ thể. Vậy thì chúng ta phải hình dung là tích hợp cái gì thì người ta đã chỉ ra cho chúng ta là khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. Tích hợp như thế nào thì tích hợp theo chương trình tìm tòi khám phá hoặc là người ta gọi là con đường khoa học á, hoặc là tích hợp để làm gì để giải quyết vấn đề thực tiễn gọi là như người kỹ sư đấy. Vậy thì hai cái đấy người ta gọi là hai cái quy trình để tích hợp. Vậy tích hợp để làm gì thì là tích hợp để giải quyết vấn đề thực tiễn trong bối cảnh cụ thể. Vậy thì môn học nào là có cái vai trò giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán, hoặc môn học nào mà có mạch nội dung á, là người ta đều có thể thực hiện rất tốt giáo dục STEM, chứ không phải là cần sinh ra một cái môn gọi là môn STEM để có thể có biểu riêng. Vậy thì thầy cô môn toán, thầy cô sẽ lựa chọn những mạch nội dung nào, yêu cầu cần đạt nào, liên quan đến những vấn đề thực tiễn nào cần giải quyết. Vậy thì lúc đấy mới xem là tích hợp với là môn khoa học, môn tự nhiên xã hội, môn mỹ thuật, thậm chí là môn lịch sử địa lý hoặc là môn tự nhiên xã hội, để là xây dựng cái kế hoạch dạy học của môn học có tích hợp liên môn với lại các môn học khác. Và những cái đó là đã nằm trong các cái văn bản hướng dẫn. Chứ còn cái khái niệm mà có một môn STEM thì ở đây là chúng tôi cũng không thấy xuất hiện trong cái hướng dẫn. Và chúng tôi thấy rằng là đây là một cái phương thức giáo dục. Vậy anh dạy môn toán, anh dạy môn tự nhiên xã hội, hay là anh dạy môn khoa học, hay môn công nghệ, môn tin học, hoặc trên trung học là anh có thể dạy môn vật lý, khoa học, sinh học, thì những cái mạch nào, những cái vấn đề nào anh có thể tích hợp được để giải quyết vấn đề STEM. Vậy thì bản chất nó vẫn là một môn gì nhỉ? Môn học. Và trong các công văn thì người ta cũng đưa ra là ba cái hình thức, đó là bài học STEM và hoạt động trải nghiệm và bước đầu làm quen nghiên cứu khoa học với các câu lạc bộ. Là người mà từng biên soạn sách liên quan đến giáo dục STEM trong trường học phổ thông, ông có lời khuyên nào đối với giáo viên khi thiết kế các bài giảng STEM? Cái thứ nhất là để có một bài học STEM mà vừa phù hợp với cái năng lực học sinh và đặc biệt nữa là cái điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, thì giáo viên phải đọc không những môn học của mình mà còn phải những cái môn học khác để mình tìm những cái mạch nội dung nào, yêu cầu cần đạt nào có khả năng tích hợp được để giải quyết vấn đề thực tiễn. Tránh chúng ta hiểu lầm là lấy một vấn đề thực tiễn bên ngoài xong đưa vào môn học. Như vậy là đôi khi cái kiến thức, cái yêu cầu cần đạt trong chương trình môn học của mình nó rất là ít, mà nó sẽ phát sinh ra rất nhiều cái nội dung khác, và lúc đấy là sẽ gây khó khăn cho việc tổ chức dạy học. Nếu tổ chức để giải quyết triệt để vấn đề thì cái môn học của mình nó lại không đáp ứng được nhiều, mà lại các môn học khác nó cũng không có, là chúng ta sẽ làm nặng thêm cái bài học, cái chương trình. Mà bây giờ chúng ta sẽ tư duy theo cách là từ chương trình chúng ta đọc môn học của chúng ta, các môn học khác chúng ta chọn vấn đề làm sao cho phù hợp, và như vậy thì nó sẽ nằm ở trong cái thời khóa biểu của các môn học rồi. Vậy thì yêu cầu cần đạt này đang dạy trong bài A, yêu cầu bài B, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xây dựng thành một bài học để chúng ta là đưa vào trong chương trình. Tổng thời lượng môn học là không phát sinh về thời gian, và cái lượng mà chúng ta gọi là yêu cầu cần đạt hay chúng ta vẫn gọi chung là nội dung kiến thức đấy, là nó vẫn nằm trong chương trình đấy. Chỉ tránh mỗi trường hợp là chúng ta đưa một vấn đề vượt quá cái
cả cái không gian giải quyết của học sinh, cả cái năng lực của học sinh và cả cái yêu cầu của chương trình thì chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc đó. Vậy chương trình giáo dục STEM đã hỗ trợ như nào cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018 ạ? Về bản chất nói là hỗ trợ thì nó không đúng lắm, bởi vì giáo dục STEM nó cũng như là một phương thức thôi để tổ chức dạy học, nghĩa là nó đã là trong chương trình phổ thông 2018 rồi, chứ không phải là cái bên ngoài để hỗ trợ cho chương trình. Vậy thì khi thực hiện giáo dục STEM là không phải chúng ta hiểu với nhau là tôi phải đưa thêm STEM vào trong chương trình, mà chúng ta hiểu với nhau là chương trình đã yêu cầu thực hiện STEM từ những môn học người ta đã mô tả là cái môn học đấy đóng góp như thế nào, thì trong chương trình theo thông tư 32 ấy, là trong môn học người ta đã mô tả rồi, trong chương trình tổng thể người ta cũng mô tả rồi, và ngay cả chính phủ hoặc là các cái chỉ đạo của nhà nước người ta cũng có định hướng cái STEM rồi. Nên chúng ta không hiểu là đưa thêm STEM vào trong chương trình, mà chúng ta phải hiểu là thực hiện chương trình thì trong đó đã có cái thực hiện giáo dục STEM. Xin cảm ơn tiến sĩ Tưởng Duy Hải đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.